Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thứ ba ngày 30 tháng 8 với những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý trật tự xây dựng tại thành phố Nha Trang và Sở Xây dựng. Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tăng năng suất cây mía. Khánh Hòa xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi hệ sinh thái rạn san hô vịnh Nha Trang. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Thường trực Tỉnh ủy do ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì đã có buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của đơn vị. Hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Theo báo cáo của lãnh đạo đài, đơn vị rất khó khăn vì nguồn thu quảng cáo rất thấp, người lao động xin nghỉ việc nhiều. Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương cho phép bằng ngân sách nhà nước đặt hàng với đài để thực hiện các chương trình thuộc chuyên mục truyền hình và chuyên mục phát thanh. Tuy nhiên, việc triển khai cơ chế đặt hàng theo định mức vẫn gặp khó. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan liên quan, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo tỉnh trong thời gian tới cần chủ động báo cáo tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tháo gỡ các khó khăn và có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho đài. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông lập danh mục dịch vụ công, trên cơ sở đó Sở Tài chính xem xét để tham mưu thực hiện, đồng thời tính toán lại định mức kinh tế, kỹ thuật làm sao phải đủ kinh phí để đài hoạt động. Các sở ban ngành cần chủ động đặt hàng cho KTV sản xuất chương trình và thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đài năng động hơn trong việc tìm nguồn hỗ trợ, tăng thêm nguồn thu, sắp xếp lại bộ máy để hoạt động hiệu quả. Sáng nay, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự triển lãm ảnh nghệ thuật Nét đẹp Khánh Hòa năm 2022 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Trong gần một tháng phát động, triển lãm ảnh nghệ thuật Nét đẹp Khánh Hòa năm 2022 thu hút 43 nghệ sĩ nhiếp ảnh với 69 tác phẩm. Bên cạnh một số tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh thành danh, triển lãm lần này thu hút số lượng lớn tác phẩm mới của những nghệ sĩ trẻ. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm dự triển lãm ảnh nghệ thuật lần này đều được đầu tư, chỉnh chu, hầu hết đều là những tác phẩm mới, thể hiện được nét đặc trưng trong phong cách của từng nghệ sĩ. Đặc biệt, các tác phẩm đều có nội dung tốt, phản ánh đa chiều, đa dạng cuộc sống, sinh động về thiên nhiên và con người Khánh Hòa, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Khánh Hòa, cũng như phản ánh về nhiều mặt của đất nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 13 tháng 9. Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sáng nay đã chủ trì buổi giám sát với Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang về việc thi hành pháp luật về quản lý trật tự xây dựng tại thành phố Nha Trang. Tham dự cùng đoàn còn có ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, nhằm tăng hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, những năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường và các cơ quan liên quan chấn chỉnh, nâng cao năng lực chuyên môn, thể hiện hết vai trò trách nhiệm trong công tác tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng. Nhờ đó, việc quản lý xây dựng đạt được nhiều kết quả đáng kể, đặc biệt là công tác kiểm tra, xử lý tại các khu vực quy hoạch phát triển đô thị. Các địa bàn phức tạp có nhiều khu vực quy hoạch và dự án như xã Phước Đồng, Vĩnh Thái, phường Phước Long. Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 6 năm 2022, thành phố đã phát hiện xử lý 3.882 trường hợp vi phạm với tổng số tiền thu phạt gần 41,9 tỷ đồng, thực hiện cưỡng chế tháo dỡ 823 trường hợp xây dựng vi phạm. Hiện số kế hoạch cưỡng chế đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt đang tồn động là 44 kế hoạch với 395 trường hợp vi phạm. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang kiến nghị tỉnh chỉ đạo các sở ngành hỗ trợ hướng dẫn cho các địa phương về những bất cập, vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xây dựng, giải quyết cấp phép xây dựng, quản lý quy hoạch, hỗ trợ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho các kế hoạch cưỡng chế khi có tình tiết phức tạp. Phát biểu kết luận, ông Hà Quốc Trị đánh giá cao những nỗ lực của thành phố trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt là việc ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền từ năm 2019 để ngăn chặn vi phạm xây dựng trái phép. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát, bổ sung và hoàn thiện báo cáo để đoàn tổng hợp trình Quốc hội, đồng thời cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực quản lý đất đai và trật tự xây dựng, tổ chức đối thoại, phân loại kiến nghị của cá nhân tổ chức vi phạm để có giải pháp xử lý phù hợp, rà soát trình tự, hồ sơ, thủ tục cưỡng chế, cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp khi để xảy ra vi phạm.
tập trung cập nhật, hoàn thiện quy hoạch, kiến nghị với tỉnh cách thức giải quyết đối với những dự án chậm tiến độ kéo dài. Chiều cùng ngày, đoàn giám sát của đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, làm trưởng đoàn, cũng đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng, giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý trật tự xây dựng tại Sở Xây dựng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, giai đoạn 2015 đến tháng 6 năm 2022, tình hình cấp phép xây dựng và các biện pháp an toàn khi thi công trên địa bàn thành phố Nha Trang nói riêng và các huyện, thị xã nói chung được Sở Xây dựng thực hiện theo đúng quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản quy định pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, sau khi cấp phép xây dựng, Sở đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra, qua đó kịp thời xử lý những công trình sai giấy phép xây dựng được cấp, xây dựng không có giấy phép, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, nhắc nhở và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh lao động trong khi thi công tại công trình. Tính từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2022, Sở đã kiểm tra 708 trường hợp xây dựng công trình, qua đó phát hiện và xử lý 583 trường hợp vi phạm với số tiền phạt hơn 12,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện Sở chỉ có 10 trên 16 biên chế thực hiện nhiều nhiệm vụ và quản lý nhiều lĩnh vực, khiến việc theo dõi, giám sát thường xuyên gặp khó khăn. Trong khi đó, các quy định về xử lý các công trình vi phạm còn chồng chéo và bất cập. Tại buổi làm việc, sau khi các thành viên đoàn giám sát đề nghị làm rõ thêm một số nội dung về trách nhiệm của Sở trong công tác quản lý căn hộ chung cư, quản lý công trình xây dựng, đảm bảo đường thông hè thoáng, việc phân cấp trong cấp phép xây dựng và xử lý các công trình xây dựng, ông Lê Hữu Trí đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh báo cáo để đoàn giám sát tổng hợp và kiến nghị Quốc hội xem xét tháo gỡ. Xin được chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị, trước hiện tượng găm hàng xăng dầu, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường vừa có chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường 63 tỉnh thành phố, đặc biệt là các cục quản lý thị trường khu vực miền Nam tăng cường kiểm tra giám sát mặt hàng xăng dầu. Theo chỉ đạo, đội quản lý thị trường giám sát 24 trên 24 làm việc với các cây xăng cụ thể để không xảy ra tình trạng thiếu hàng và đóng cửa. Nếu xảy ra tình trạng hết hàng hay đóng cửa, đề nghị xử lý ngay lập tức. Trong trường hợp do nhà cung cấp xăng dầu không giao, các cục quản lý thị trường phải làm việc với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý nếu phát hiện vi phạm xử lý trong thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền báo cáo về Tổng cục Quản lý thị trường hoặc Bộ Công Thương để xử lý. Nghề nuôi tôm hùm thương phẩm đã phát triển mạnh tại các vùng nuôi trong tỉnh Khánh Hòa, tuy nhiên nghề này hiện đang còn gặp nhiều khó khăn. Nghề nuôi tôm hùm lồng thương phẩm phát triển mạnh ở các vùng nuôi Vạn Ninh, Cam Ranh, Nha Trang, Ninh Hòa. Nếu như năm 2010, toàn tỉnh chỉ có 21.320 lồng nuôi tôm hùm, năm 2017 có 40.620 lồng, thì nay đã lên đến 63.400 lồng, sản lượng khoảng 1.500 tấn một năm. Tuy nhiên, sau một thời gian dài phát triển, nghề nuôi tôm hùm lồng trên địa bàn tỉnh đang bộc lộ nhiều khó khăn thách thức khi con giống phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn khai thác tự nhiên, nhập khẩu, công nghệ nuôi lạc hậu, chưa kiểm soát được dịch bệnh, rủi ro từ thức ăn tươi sống gây ô nhiễm vùng nuôi, thị trường tiêu thụ chủ yếu qua đường tiểu ngạch nên thiếu bền vững. Muốn nghề nuôi tôm hùm lồng phát triển, phải tháo gỡ những nút thắt này. Để phát triển nghề nuôi tôm hùm thương phẩm một cách bền vững thì phải gắn xuất khẩu mặt hàng này theo đường chính ngạch. Hiện nay, một số đơn vị xuất khẩu theo con đường này. Tuy nhiên, thị trường đòi hỏi nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Thời gian tới, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa sẽ tập trung hướng dẫn người dân nuôi theo đúng vùng quy định được phép nuôi, có đăng ký kê khai đầy đủ, hướng dẫn người nuôi áp dụng quy trình nuôi an toàn, truy xuất rõ nguồn gốc giống, hình thành chuỗi liên kết doanh nghiệp, người nuôi để ổn định đầu ra. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng giá vật tư đầu vào tăng cao, cùng với đó là ảnh hưởng của thời tiết đã tác động không nhỏ đến việc canh tác mía. Để tháo gỡ khó khăn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường Biên Hòa Ninh Hòa đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân ổn định diện tích, áp dụng các biện pháp thâm canh tăng năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản xuất. Bước vào niên vụ mía 2022-2023, nông dân trồng mía tại các địa phương trong tỉnh không khỏi lo lắng khi giá vật tư tăng cao đột biến. Với mức tăng như hiện nay, chi phí đầu tư trồng mía cũng đã tăng lên từ 35 đến 40 triệu đồng một hecta, tăng gần gấp đôi so với các niên vụ trước. Giá thành sản xuất tăng nhưng giá mía thu hoạch không cao. Theo ước tính, sau khi trừ đi tất cả chi phí, nông dân thu lại lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng một hecta mía. Năm nay là cái khó khăn nhất là coi như cái vấn đề phân bón á. nó tăng lên coi như gần 75%, nên thành nó chi phí vô cái đầu vào cây mía nó rất cao.
Trước những khó khăn trên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường Biên Hòa Ninh Hòa xác định cần hỗ trợ nông dân triển khai các giải pháp tăng năng suất cây trồng. Qua thực tế khảo sát vùng nguyên liệu tại Ninh Hòa, đa phần canh tác trên đất và cát rất ít chất dinh dưỡng. Hơn nữa, sau nhiều năm canh tác, do người dân lạm dụng phân bón vô cơ dẫn đến tình trạng đất ngày càng bạc màu, năng suất cây trồng giảm. Trước thực tế này, công ty đã khuyến cáo người trồng mía áp dụng nhiều biện pháp sản xuất như cày sâu, tưới nước tiết kiệm, đặc biệt sử dụng phân bón hữu cơ chuyên ngành cho cây mía để cải tạo đất, giúp nâng cao năng suất và chất lượng mía, góp phần mang lại hiệu quả về kinh tế. Hiện nay thì ngành đường Việt Nam mình chính thức gia nhập ATIGA từ ngày 1 tháng 1 2020. Thì đứng trước cái bối cảnh là thách thức cũng như là cái cạnh tranh rất là khắc nghiệt trong cái ngành đường trong thời gian sắp tới, thì công ty đã đưa ra cái chiến lược phát triển từ 20 đến 25. Thì trong đó có các cái trọng tâm chúng tôi đang tập trung là cái lấy khách hàng nông dân làm trọng tâm của phát triển, đưa ra cái giải pháp làm sao gia tăng năng suất và chất lượng mía để cải thiện cái thu nhập của người trồng mía. Cùng với đó, để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt ở vùng Ninh Hòa, vào tháng 7, tháng 8 thường có gió nam làm cho bộ lá của cây mía bị tổn thương, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Công ty đã triển khai phun chế phẩm sinh học lên các diện tích bị hư hại, giúp cây giữ được lá và phục hồi nhanh. Phương pháp này đã áp dụng phun đại trà cho hơn 600 hectare. Kết quả các diện tích có phun cho năng suất tăng từ 4 đến 5 tấn một hectare. Chúng tôi cũng đưa ra những cái quy trình áp dụng về giống mới, để làm sao phát triển cái bền vững và gia tăng năng suất. Với những giải pháp đó thì lộ trình chúng tôi gia tăng năng suất từ 19-20, từ 42 và 20-21 vừa qua là chúng tôi lên được 52. Và cái vụ vừa rồi là 21-22 thì chúng tôi năng suất tôi lên được 56. Và mục tiêu đến 22-23 này thì năng suất bình quân của toàn vùng Ninh Hòa là phải lên 60. Và với bốn cái giải pháp này chúng tôi quyết tâm đưa vào ứng dụng cho nông dân, thì cái năng suất vụ 23-24 nó sẽ đạt được 70 tấn, sớm hơn cái chiến lược của công ty là 1 năm. Trước tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng cao gây khó khăn cho nông dân trồng mía, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường Biên Hòa Ninh Hòa cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ đối với các diện tích trồng mới là 8,8 triệu đồng một hecta, áp dụng cho niên vụ 2021-2022 và 2022-2023. Đối với chính sách bảo hiểm về giá, trước đây bảo hiểm 3 năm về giá sàn thu mua là 900.000 đồng một tấn mía, thì nay tăng lên 1 triệu đồng một tấn mía, giúp nông dân yên tâm gắn bó lâu dài với cây mía. Với những chính sách hỗ trợ thiết thực, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường Biên Hòa Ninh Hòa đang hướng đến mục tiêu đến niên vụ mía 2024-2025, năng suất thu hoạch đạt khoảng 75 tấn trên 1 hecta, tăng 15 tấn trên 1 hecta so với năng suất mía hiện nay. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia mới đây đã thông báo số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó, để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và các vi phạm khác, người dân liên hệ qua số điện thoại của Cục Cảnh sát giao thông 0995-676767, 0692342608 để phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe, công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến. Người dân liên hệ số điện thoại của vụ vận tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam 0876-669-855. Đối với phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ số điện thoại 081-911-5911 của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, ước tính trong tháng 8 toàn tỉnh đón khoảng 385.000 lượt khách lưu trú. Doanh thu từ khách du lịch trong tháng 8 ước đạt khoảng 1.881 tỷ đồng. Theo đó, Khánh Hòa đã đón khoảng 345.000 lượt khách nội địa, 40.000 lượt khách quốc tế. Công suất phòng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đạt hơn 41,2%. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, toàn tỉnh đón hơn 1,8 triệu lượt khách lưu trú du lịch, tăng 287,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế hơn 116.280 lượt, khách nội địa hơn 1,7 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 9.540 tỷ đồng, tăng 305,2% so với cùng kỳ năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Khánh Hòa, với khoảng 25 chuyến bay một tuần từ Seoul, Busan, Hàn Quốc đến Cam Ranh.
ngành du lịch tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá để thu hút khách du lịch quốc tế từ các nước khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ. Sáng nay, Hội đồng Khoa học tỉnh tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh, nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm ngọc linh tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. Đề tài do Ban Quản lý khu thiên nhiên Hòn Bà chủ trì và kỹ sư Đỗ Anh Thi làm chủ nhiệm. Sâm ngọc linh là một loài sâm đặc hữu của Việt Nam có giá trị khoa học và kinh tế. Ngoài tác dụng dược lý, sâm ngọc linh còn giúp chống căng thẳng, trầm cảm, oxy hóa. Do vùng phân bố hạn chế và việc khai thác quá mức, sâm ngọc linh được đưa vào sách đỏ Việt Nam và danh mục đỏ cây thuốc Việt Nam, trở thành đối tượng ưu tiên bảo tồn và phát triển. Trong thời gian 42 tháng, từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 6 năm 2022, đề tài đã tập trung điều tra, thu thập thông tin về điều kiện sinh thái tại địa điểm trồng thử nghiệm sâm ngọc linh, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm sâm ngọc linh dưới tán rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, đánh giá khả năng sinh trưởng và chất lượng sâm ngọc linh trồng thử nghiệm tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá được khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của cây sâm ngọc linh trồng tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp dẫn liệu khoa học về khả năng sinh trưởng, phát triển và tích lũy hoạt chất của sâm ngọc linh ở một vùng sinh thái mới là khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. Đây sẽ là nguồn tư liệu tham khảo cho những nghiên cứu tiếp theo về trồng trọt và di thực sâm ngọc linh, từ đó bảo tồn và phát triển sâm ngọc linh tại Việt Nam. Hội đồng nghiệm thu đề tài đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng đề tài, đạt với tỷ lệ phiếu đồng ý là 100%. Thưa quý vị và các bạn, Vịnh Nha Trang là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia, là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam, một trong những nơi có hệ sinh thái rạn san hô đa dạng sinh học cao hàng đầu của Việt Nam và thế giới. Thế nhưng những năm qua, hệ sinh thái rạn san hô Vịnh Nha Trang đã bị suy giảm, nhất là tại vùng lõi Hòn Mung. Trước thực trạng này, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc họp tham vấn ý kiến các nhà khoa học và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo vệ phục hồi. Một trong những vấn đề được lãnh đạo tỉnh đặt ra là phải xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi hệ sinh thái rạn san hô Vịnh Nha Trang. Phân tích tại cuộc họp ngày 19 tháng 8 vừa qua do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, các cơ quan quản lý, nhà khoa học đều nhận định việc suy giảm rạn san hô tại Vịnh Nha Trang là một quá trình chịu tác động tích lũy từ nhiều năm. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do tác động của biến đổi khí hậu, còn nguyên nhân chủ quan là do công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các sở ngành địa phương liên quan, hoạt động của Ban Quản lý Vịnh Nha Trang còn hạn chế, thiếu sót. Nhiều hoạt động như khai thác thủy sản trái phép, nạo vét, xây dựng các công trình ven biển không đúng quy định, xả thải từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản, du lịch, ô nhiễm nguồn nước từ hai con sông Cái, sông Quán Trường vẫn chưa được xử lý kịp thời. Trong khi đó, việc phục hồi rạn san hô không phải là điều dễ dàng. Tôi là người, nói thẳng là tôi người trực tiếp đi làm phục hồi rạn san hô rất nhiều. Từ Quảng Ngãi vào tới Phú Quốc, tất cả các địa phương tôi đều làm. Nhiều nhất tôi làm là Lý Sơn. Những khu vực khác, Lý Sơn làm tới 99% tỷ lệ sống, Nha Trang nó chỉ 50-60%. Cái này có báo cáo khoa học rồi, cung cấp cho Sở Khoa học Công nghệ rồi. Nó đã có tất cả rồi, công bố, người ta công bố rồi. Và tự nhiên nó chết không giải thích được. Nó chết đứng trắng. Nó chết đứng luôn. Làm ở ngay tại Vinpearl á, xong ba hôm nay ra, tháng sau ra chết trắng. Tháng sau nữa vào trong củ đen xì. Khoa học không giải thích được. Cho nên nghĩa là cái việc phục hồi san hô Vịnh Nha Trang là một việc khó, chứ không phải là dễ. Cái mục đích cuối cùng của nó là nâng cao nhận thức nè cho cộng đồng nè, cho người dân khách du lịch biết rằng để một cành san hô 10 cm mất 1 năm, ông xuống dẫm đạp quăng cái bị nhựa nó chết. Trước thực trạng này, thời gian qua Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã triển khai nhiều biện pháp như tạm dừng các hoạt động lặn biển có nguy cơ gây hại đến môi trường và rạn san hô, khoanh vùng tạm thời để bảo vệ các khu vực đang phục hồi đối với san hô, bãi giống, bãi đẻ dễ xảy ra nguy cơ xâm hại, phối hợp lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát ngày đêm để bảo vệ khu bảo tồn biển Hòn Mun và Vịnh Nha Trang. Ban còn phối hợp Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Khai thác Thủy sản Nha Trang khảo sát, trồng và phục hồi san hô tại Hòn Mun bằng phương pháp Bioroc, triển khai các biện pháp bảo vệ chất lượng môi trường để phục hồi san hô bị suy thoái theo hình thức phục hồi tự nhiên. Đặc biệt, từ ngày 25 tháng 6, Ban đã phối hợp Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga khảo sát, lập bản đồ san hô để xây dựng các giải pháp bảo tồn trước mắt và lâu dài. Công tác nghiên cứu về sinh thái, nhất là sinh thái biển và sinh thái hệ sinh thái san hô ở tại Khánh Hòa trong suốt cái thời gian qua, cũng như là một số cái nhiệm vụ mà vừa rồi chúng tôi đã triển khai như là khảo sát Hòn Mun, khảo sát và lập xong cái bản đồ san hô của Hòn Trồng, Bãi Tiên. Và chúng tôi cũng có dự thảo một cái biên bản, dự kiến biên bản hợp tác với tỉnh, thì cũng xin ý kiến đồng chí Chủ tịch. Nếu như mà được thì
Sau đó thì chúng tôi cũng xin phép là được triển khai cái việc đó cũng như triển khai với Phú Yên để có cái giải pháp lâu dài về mặt khoa học. Đấy. Và tiếp theo những cái việc vừa rồi đã báo cáo thì chúng tôi sẽ chủ động là xây dựng các cái nhiệm vụ để khảo sát và lập bản đồ các cái hệ sinh thái san hô toàn bộ vịnh Nha Trang để chúng ta phục vụ công tác quản lý và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Trong kế hoạch tổng thể trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngoài các đề xuất xây dựng, kiện toàn các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với công tác bảo tồn biển vịnh Nha Trang, bảo vệ giám sát môi trường vịnh, thành phố còn đề xuất các giải pháp lâu dài như xây dựng đề án phát triển hệ sinh thái đầu nguồn trên các sông đổ ra vịnh Nha Trang, xây dựng thử nghiệm công trình chắn sóng ngầm kết hợp rạn nhân tạo tại các khu vực có tính đa dạng sinh học cao cần được bảo vệ, phối hợp với các tổ chức quốc tế để bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao sinh kế cho người dân trong khu vực bảo tồn. Dự thảo tổng thể các giải pháp này đã được đưa ra thảo luận và góp ý hoàn thiện để sớm triển khai. Riêng về cái đề án này thì tôi đề nghị là cơ quan soạn thảo gộp lại để cho nó gọn gọn. Giờ 5 cái trước mắt thì có thể làm lại là 3 cái trước mắt về công tác tổ chức bộ máy, về quản lý, rồi là về khai thác thế nào, làm gọn thôi. Còn 15 cái giải pháp lâu dài thì tôi đề nghị là theo nhóm vấn đề. Nhóm nào nghiên cứu khoa học, nhóm nào quản lý nhà nước. Trong quản lý nhà nước thì có quy phạm pháp luật rồi. Rồi là nhóm nào là nuôi trồng, bảo vệ phát triển. Các ông chí cứ ghi ra từng nhóm. Chứ có khi 15 cái đề tài này thì chắc phải làm phải chục năm không xong. Theo kết quả nghiên cứu năm 1994 cho thấy, độ phủ trung bình san hô vịnh Nha Trang khoảng 30%, nhưng nay chỉ còn 22,8%. Diện tích rạn san hô giai đoạn 2002-2015 giảm 117,5 ha. Một số khu vực độ phủ san hô cứng suy giảm nhiều như Hòn Tầm từ 56,8% năm 2017 giảm xuống 12,5%, Bãi Sạn suy giảm hơn 70%. Ngoài ra, kết quả công bố năm 2020 cho thấy tỷ lệ san hô cứng bị tẩy trắng lên đến 39,5%. Những thống kê này cho thấy việc phục hồi, bảo tồn rạn san hô trên vịnh Nha Trang đang là một vấn đề hết sức bức thiết. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.